khổ mấy ông TikTok. À trên này, trên mấy ông TikTok ông ấy gọi điện cho mình không được, ông ấy cũng bảo là câu like à. Mẹ một ngày không biết bao nhiêu lần mình không biết bao nhiêu cuộc gọi. Gọi không được nó cũng bảo là câu like. Xong rồi mua không được thì cái ông kia ông cũng quay đầu luôn. Sáng tối đêm hôm qua ông ấy bảo là đấy. Đấy nhá, cái thủy nó đón cơ nhưng mà 10 cây đấy ở đây này. Đây hai cây này với cả đấy ở đống đi đây. Thế bảo 200.000 thì bạn nó to như thế nào? Mà gọi điện không được nó bảo mình câu like, mà mua không được nó bảo câu like, mà toàn những ông mua một cây với cả thế nọ thế kia. Trên Facebook cũng vậy, mình bán 150 con không anh nhỉ? Vườn những bạn đấy nhiều không? 150 chứ em lấy chục à, còn văn chấn ra cá sấu nứt không? Em lấy 1 2 cây. Ra cá sấu nứt như cái loại 12 năm kia 5 triệu cơ. Cái loại mà tầm 7 năm kia cũng phải tầm 4 5 triệu. Còn các cái loại như thế này thì nói chung là ít năm mà nó kiểu nó chưa thành lô thành liếc này. Từng cây một chứ nó không có như kiểu là nhiều như này này. Đấy như thế này thì kiểu nó đồng giá ấy. À, chậu đã mấy chục rồi. Nhưng mà bây giờ 200.000 như này ông bảo là bé nữa thì thôi. Ở vườn nào? À cái loại 150 á? 150 to loại 200 rồi. 150 thì một là nó hàng đất, mấy hai là các bạn mua làm sao được bây giờ nữa. Từ hôm mà tôi còn chưa đăng cho các bạn ở trên TikTok cơ. Người ta thấy mình đăng như thế này, xong mình hết. Thế người ta xong rồi hôm trước nữa ấy, cho cái thủy đứng mẫu một phát là người ta đã mua rồi. Còn bây giờ như thế này nói thật ra là nếu mà bán 200 cái loại này là chính là cái loại 150 nhưng kiểu là lên chậu mấy cả, nói chung là nó bé hơn cái hàng đất thật. Cây nó bé hơn. Thế là tôi mới bảo là hôm mà hết sạch hàng chậu 200.000 này. Khổ, bây giờ cái mẹ gì mình cũng thành câu like. Đêm hôm qua thì ông ấy khoảng 1 2 giờ sáng này, mình vẫn cú cái trường hợp ấy. 1 2 giờ sáng ông bảo ngủ đi anh ơi, sáng hôm sau ông bảo gọi điện thì bảo hết rồi. Như kiểu là người ta nghĩ là kiểu câu like ấy, một cái bình luận của các bạn mà hết thật. Đây như này tôi không phát trực tiếp nữa tại vì nó còn ít ấy. Mới cả cái hôm đầu tiên tôi quay những cái cây nó phải như thế này này. Không có vòm mấy cả tán nó cũng kín hơn. Nhưng bây giờ nó chỉ còn như thế này thôi cho nên tôi không quay kiểu đó. Cái này nhá, tôi bảo nhá là cái này nó khác cái loại này này. Là nó có cái vòm, nó có cái vòng sắt. Và nó có cái cố định bốn cái thanh kia kìa. Để người ta ấy thì nó cái loại này xếp trên xe tải thì nó sẽ bị nó ấy. Còn cái loại này thì về các bạn tự ấy thêm. Đến đây nữa là kiểu hết hết công. Cái loại nào? Đây. Ừ. Còn ở cái trên cái ruộng kia nữa nhưng mà đấy dần dần thì cái. Ừ thì chỉ còn như thế này thôi thì tôi bảo là không và tôi bảo còn nhiều bao giờ. Mẹ đến hôm từ hôm qua hôm kia tôi đã không nhận rồi, không nhận các bạn rồi. Thôi thôi để xe đấy cũng được. Mua không được cũng lại bảo là câu like à, xong rồi toàn những ông gọi là mua trên bình luận. Cứ bình luận xong rồi bảo là bình luận không trả lời thì câu like à. Mẹ thời gian đéo đâu mà trả lời các ông nữa. Mẹ làm còn phọt cứt thì khách đến còn không tiếp được hết các khách lại bảo đi câu like. Mẹ thích người. Không được cây thì em lấy tầm khoảng 6 7 cây thôi nhé. Bảo bao nhiêu thì bảo cái thủy này này.